giờ đến với âm bếp của sen. Make some noise for sen. Âm bếp nhỏ rồi đó. Âm bếp nha, tại vì sen nha. Đâu rồi? Thể đâu? Xe là em quyền sen. Đây có gì? Ok. Yeah, Sài Gòn. Điều đó rất tốt. Về skill thì không có gì đặc sắc lắm. Và về flow em có những cái chỗ nhấn rất là tốt. Và điều đó thu hút mọi người. Nhưng mà có những chỗ em đi nhanh á, thì đâm ra nó loạn sàn ẩu chứ. Tại các bạn em nhờ bạn hôm nay bắn mặt luôn em đi mình. Ok, không sao. Nhưng mà nói chung là anh thấy là chỉ tốt rồi. Em có mắc một cái lỗi mà đa số đi xem diễn bữa hôm nay đều mắc đó là mặc dù ban tổ chức đã nói rõ là diễn đôi vai thì em bị lựa một cái flow rất là khó để làm cái điều đó. Những cái chữ cái nói liền li tiếp nhau mà không có cái đoạn nào nghỉ, nhất là đặc biệt là bắt đầu. Nên không biết là phải do là các bạn hát bè em không có đi bữa nay nên nó như vậy không, nhưng mà mình sẽ nói cái gì đó. Tới bữa 2 đi đi, bữa 3 thì flow em đi ổn hơn, đi cứng hơn rồi khi ở cái bữa 1. Với lại một cái nữa là
bài của em lúc mà anh nghe, lúc mà anh nghe nhìn giờ đi rít thì nghe rất là hay, chân tắt rồi, rất là feel theo nhạc, nhưng mà lúc nhìn lên em hay, rất là feel theo nhạc, nhưng mà lúc nhìn lên em diễn thấy không thấy gì hết, thì giống anh cảm giác như em đứng ở trên đó, em cố em làm cái gì đó cho nó sôi sôi động lên một chút, nhưng mà em lại làm không được. Nhận xét nhiều hơn. Thì mình thích cái áo của bạn. Anh mới thẳng nó có một ngàn. Và cái flow của bạn thì có nó chưa ổn định, có chỗ hay, có chỗ chưa được. Nói chung là nó chưa ổn định thôi, nhưng mà ok, cố gắng nha. Cảm ơn các bạn. Yeah.